Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nuôi cá sống xuất khẩu, hướng phát triển của nghề thủy sản tỉnh Hải Dương. Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện đề án trồng sao hoa. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Hà Nam có 350 trường đạt chuẩn quốc gia. Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định nhiều hoạt động trong việc triển khai đề án tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là địa phương có diện tích nông nghiệp khá khiêm tốn, nhưng nhờ triển khai đề án hỗ trợ sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao ở phường Ninh Sơn, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã tạo ra đột phá trong nông nghiệp của thành phố Ninh Bình, thu nhập cao cho người nông dân. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, trong năm 2017-2018, thành phố Ninh Bình đã thực hiện thành công được 7 mô hình trồng rau, trồng hoa với tổng diện tích 2.500m2. Để đề án phát huy hiệu quả, ngoài việc được chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, các mô hình còn được tỉnh, thành phố hỗ trợ trên 950 triệu đồng. Đến nay, tất cả các mô hình đều được áp dụng công nghệ trồng cây trong nhà lưới với hệ thống tưới nước và bón phân nhỏ giọt, phun sương. Nhờ áp dụng công nghệ mới trong quá trình trồng rau, hoa ở xã Ninh Phúc và phường Ninh Sơn đã cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ước tính một sào trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trong một vụ, người dân thu được từ 22 đến 30 triệu đồng, cao hơn hàng chục lần so với trồng các cây rau màu theo phương pháp truyền thống. Thực hiện phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả canh tác đất nông nghiệp, ông Hoàng Cao Bằng ở thôn Sung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành cải tạo vườn trồng 150 gốc mít Thái cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Sau khi tìm hiểu về giống cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc, năm 2007, ông đã tiến hành cải tạo hơn một mẫu đất vườn trồng mít Thái. Ông Bằng cho biết giống mít này có xuất xứ từ Thái Lan, múi giòn, ngọt đậm và thơm mát. Trung bình một cây cho thu từ 2 đến 4 tạ quả. Hiện nay vườn nhà ông sẽ cho thu trên 40 tấn. Các thương lái đến tận vườn của gia đình ông thu mua với giá bán từ 20 đến 35 nghìn đồng một kg. Bên cạnh thu lãi từ trồng mít Thái, ông Bằng còn kết hợp nuôi trên 300 con gà đẻ gà thịt, 200 con vịt trời thương phẩm, 100 con ba ba giống. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Vài năm trở lại đây, cây táo đã được nông dân huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ trồng táo. Mô hình của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Sa Bình là một điển hình. Đây là mô hình chuyển đổi trồng táo của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình. Xuất phát từ quá trình kinh doanh, nhận thấy giống táo Đài Loan rất được thị trường ưa chuộng, giá ổn định. Năm 2017, bà lên Bắc Giang để học hỏi rồi mua giống về trồng. Với diện tích hơn 2 sào, bà Hiền trồng 80 gốc. Do áp dụng đúng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và đưa phân bón Slick vào, nên chỉ sau một năm, cây táo đã bắt đầu cho quả, với năng suất đạt 30-40kg một gốc, giá bán 20.000 đồng một kg. Mùa táo năm nay, gia đình bà Hiền thu khoảng 60 triệu đồng. Tính ra mỗi sào táo sẽ cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Thế hạch toán thì nó phải vào rơi khoảng vào tầm 40 triệu một sào. Thì tôi trừ chi phí từ khoảng từ 5 đến 6 triệu toàn bộ. Thế còn gia đình tôi là lãi được khoảng trên 30 triệu một sào. Giống táo Đài Loan dễ trồng, ít sâu bệnh. Sau trồng một năm sẽ cho thu hoạch, thời gian thu hoạch trong vòng 2 tháng. Sau khi thu hoạch xong chỉ cần đốn cành, cách gốc 20cm rồi bón phân là sẽ có một chu kỳ mới. Theo kinh nghiệm của bà Hiền, loại cây này rất dễ trồng, sinh trưởng và phát triển tốt, sau từ 5 đến 6 năm mới phải thay gốc nên số tiền đầu tư không lớn. Trong quá trình chăm sóc, phải chú ý việc bón phân đúng thời điểm, cần bón phân hợp lý, nhất là khi táo chuẩn bị ra quả non. Để quả táo to, đẹp mã và giòn ngọt, thời gian tới gia đình sẽ mở rộng thêm hơn 2 sào nữa để trồng xen canh với một số cây trồng khác.
Từ thực tế, mô hình trồng táo của gia đình bà Hiền cho thấy đây là cây trồng triển vọng mang lại thu nhập khá cho người nông dân. Do vậy, Hội Nông dân huyện Gia Bình sẽ có chủ trương tổ chức cho hội viên nông dân tham quan và có chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình, giúp người dân có thêm sự lựa chọn mới để thay thế dần những loại cây trồng kém hiệu quả. Hà Nam hiện có trên 5.700 ha mặt nước nuôi thả thủy sản, gồm 1.300 ha mặt nước ruộng trũng, còn lại là ao hồ đầm. Hàng năm sản lượng thủy sản đạt hơn 20.000 tấn, cho giá trị gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, nuôi thủy sản hiện nay chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh. Nguyên nhân chính do khoảng 40% diện tích nuôi trồng thiếu nước trong những tháng mùa khô. Để khắc phục tình trạng này, các hộ nuôi thủy sản cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thiếu nước, tăng cường chăm sóc, vệ sinh ao, phòng chống dịch bệnh cho cá. Về lâu dài, cần có quy hoạch và xây dựng hệ thống thủy lợi riêng cho các vùng nuôi thủy sản tập trung. Trước đây, không ít hộ nuôi thả thủy sản phải nhập khẩu giống cá rô phi đơn tính từ Trung Quốc và Thái Lan. Thời gian gần đây, một số cơ sở sản xuất cá giống trên địa bàn tỉnh Hải Dương không chỉ chủ động xuất được nhiều giống cá cung cấp cho các địa phương mà còn xuất khẩu giống cá ra nước ngoài. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Đức Chí ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là một trong những cơ sở xuất khẩu cá giống rô phi đơn tính, rô phi Bảo Lộc và rô phi Đường Nghiệp xuất sang Trung Quốc. Từ năm 1994, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chí nhận thầu khoán gần 6 ha đất chiều trũng của xã Hưng Đạo để cải tạo nuôi thả cá. Thời gian đầu, ông Chí chỉ nuôi cá thịt với các loại như chấm, trôi, mè, chép, sau đó chuyển sang nuôi thả cá chim trắng và rô phi đơn tính. Năm 2001, ông mạnh dạn đầu tư kinh phí cải tạo lại khu vực này để chuyển sang sản xuất cá giống, cung cấp cho các địa phương ở cả trong và ngoài tỉnh. Hiện nay là con cá rô phi ở trên Yên Bái thì rất phát triển. Chúng tôi rất muốn tìm đến cái nơi uy tín. Thông qua các anh ở chỗ thành phố Móng Cái thì nói là anh Chí là người có cái bề dày về kinh nghiệm về cá giống. Nên là tôi hôm nay xuống trực tiếp xem và thấy rằng là chất lượng của cá là rất là phấn khởi. Và tôi muốn đưa cái cá này về Yên Bái để phát triển kinh tế của địa phương. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng với sản xuất cá giống cá truyền thống cung cấp cho thị trường trong nước, ông Chí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và sản xuất một số giống cá mới như rô phi Đường Nghiệp và rô phi Bảo Lộc cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu cá giống ngược trở lại thị trường Trung Quốc. Ngay từ ngày đầu tiên khai xuân bán hàng sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, hàng chục khách hàng ở các tỉnh trong nước và khách hàng Trung Quốc đã đến mua cá giống của công ty. Dự kiến trong năm nay, mỗi tháng công ty xuất bán khoảng 4 triệu con cá giống cho thị trường Trung Quốc và các cơ sở nuôi thả cá ở trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, công ty còn có cơ sở sản xuất và cung cấp cá giống ở nước Cộng hòa Uzbekistan. Tại làng Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, phong trào nuôi cá chép đỏ của người dân đang được phát triển mạnh. Theo người dân nơi đây, nuôi cá chép đỏ, tiền đầu tư ít lại cho hiệu quả kinh tế cao. Người dân làng Nguyệt Lâm gắn bó với nghề nuôi cá truyền thống đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, những năm gần đây nắm bắt theo thị hiếu người tiêu dùng, nhiều hộ đã mở rộng diện tích. Mỗi năm xã cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục tấn cá đỏ các loại. Nghề nuôi cá chép đỏ đã góp phần làm giàu cho nhiều nông dân và thay đổi bộ mặt vùng quê Vũ Bình. Ngoài việc làm kinh tế trong tâm mỗi người dân thôn Nguyệt Lâm, nuôi cá chép đỏ như một nét đẹp văn hóa từ bao đời nay. Năm 2018, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh thấp nhất trong tỉnh với tỷ lệ 104 bé trai trên 100 bé gái. Trong tháng 1 năm 2019, tỷ lệ đạt 100 trên 100. Cụ thể, toàn huyện có 138 trẻ được sinh ra, trong đó có 69 bé trai và 69 bé gái. Có được kết quả trên chính là việc huyện đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền tư vấn, chuyển đổi hành vi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính. Tăng cường chiến dịch truyền thông vận động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tiếp thị các phương tiện tránh thai theo đề án 818 của Bộ Y tế. Hỗ trợ xã thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn cộng đồng. Thực hiện tốt các hoạt động của đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đề án tiền hôn nhân, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhân rộng mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba.
Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam có 350 trên 384 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh Hà Nam hoàn thành giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý trường học, coi trọng công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi. Hàng năm có hàng nghìn lượt học sinh các cấp tham gia và đoạt các giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Riêng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh luôn đứng trong top 10 cả nước. Điển hình năm học 2018-2019 có 49 học sinh đạt giải, tăng 2 giải so với năm học 2017-2018, với 1 giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba, 22 giải khuyến khích. Kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhiều năm trở lại đây được duy trì và giữ vững ở mức cao, như kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Hà Nam xếp thứ nhất cả nước về điểm số trung bình các môn thi. Đến nay, 100% giáo viên các cấp đều đạt chuẩn chuyên môn đào tạo, có khả năng tiếp cận và triển khai tốt các yêu cầu về đổi mới giáo dục. Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, song đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở Hà Nam vẫn còn một số hạn chế làm ảnh hưởng tới hiệu quả chất lượng công tác đổi mới. Đó là tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm, hệ thống phòng học bộ môn còn thiếu, thiết bị dạy học chưa đồng bộ, quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp ở một số địa phương chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung, còn thiếu giáo viên ở cấp học mầm non và tiểu học. Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có bước chuyển biến rõ nét. Năng lực của một bộ phận cán bộ giáo viên còn hạn chế, ngại đổi mới. Trước tình trạng một số học sinh không thích học văn, thậm chí có em còn gần như quay lưng lại với môn học, dẫn tới hổng kiến thức, phải học tủ để đối phó khi kiểm tra thi cử. Thời gian qua, với tiêu chí trả tác phẩm cho học sinh, một số thầy cô giáo nản lòng với môn học này luôn tìm cách tự nhủ với mình. Để có những sáng tạo trong giảng dạy, khơi dậy niềm yêu thích văn chương nghệ thuật cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Trường Tiểu học Lộc Vượng, thành phố Nam Định, trong buổi gala tài năng nhí của các em học sinh, một trong những tiết mục thu hút đông đảo sự quan tâm của các em học sinh và thầy cô giáo là tiểu phẩm Tấm Cám được sân khấu hóa từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Ngoài mục đích tạo không khí sôi động cho buổi gala, tiết mục này còn là dụng ý của giáo viên dạy môn ngữ văn và ban giám hiệu nhà trường, nhằm đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật trở nên gần gũi và khơi dậy niềm yêu thích bộ môn này trong các em học sinh. Ở bậc học phổ thông, khi chương trình bộ môn ngữ văn được đổi mới với nhiều nội dung đa dạng phong phú hơn, thì các thầy cô cũng luôn xác định là người truyền lửa và có những cách thức sáng tạo của riêng mình để truyền đến các em niềm đam mê môn học. Khi mà dạy môn văn ngày nay thì mình là cái người đạo diễn và điều chỉnh lên kế hoạch hoạt động. Còn cái việc thực hiện trong lớp thì sẽ giao lại nhiều cái phần việc hơn cho học sinh. Cái tâm lý học, tâm lý giáo dục ấy là người nào làm thì người đó hứng thú. Thì khi mà học sinh được đưa vào hoạt động, học sinh làm nhiều hơn thì các con sẽ hứng thú với môn học hơn. Với riêng mình khi mình dạy những cái học sinh, đặc biệt là mình hay dạy học sinh lớp 6 với cái học cái mảng văn học dân gian, thì mình có thể khuyến khích các con chuyển thể các tác phẩm ra thành thơ lục bát để vừa khuyến khích cái khả năng sáng tạo, mà khi mà đồng thời các con chuyển ra thơ lục bát, các con sẽ có phát huy được những cái năng khiếu của mình về thơ lục bát. Những tác phẩm văn học được sân khấu hóa, những câu chuyện cổ tích được thơ hóa hay đơn giản chỉ là sự gần gũi hòa đồng, thấu hiểu học sinh của các cô giáo dạy văn. Tất cả những thay đổi ấy giúp học sinh không chỉ cảm nhận tác phẩm văn học tốt hơn mà còn là người giới thiệu tác phẩm tới đông đảo công chúng, từ đó tạo nên những phương thức tiếp cận tác phẩm văn học một cách hấp dẫn và hiệu quả, để văn học mãi như mạch nước ngầm trong lành, nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn trong sáng, thiện lương cho các thế hệ mai sau. Mới đây, tại Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Đền Cao An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã tổ chức hội thi giã bánh xày nấu chè kho. Đây là một di sản văn hóa độc đáo, đồng thời cũng là một hoạt động của lễ hội đền cao luôn thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tương truyền cách đây trên 1.000 năm, năm chị em các vị họ Vương đều được vua Lê Đại Hành phong tướng chỉ huy các cánh quân đánh giặc Tống. Các vị tướng họ Vương có sáng kiến cho nhân dân nấu xôi giã nhuyễn thành bánh dày, đỗ nấu kỹ với đường mật thành chè kho để tế trời đất và mở hội khao quân. Bánh dày chè kho phơi khô còn được dùng làm lương thực cho quân sĩ.
với những nghi thức trọng thể, linh thiêng, các trò chơi dân gian truyền thống, người già người trẻ, người xa người gần đã được chứng kiến không khí sôi động của hội thi này với sự tham gia của đủ năm giáp Đông, Nam, Đoài, Trung, Bắc, tức năm thôn Đại, Bờ Dọc, Bờ Đa, Trại Nẻ và Bờ Chùa của xã An Lạc. Hội thi là dịp các thôn thi thố tài năng, đồng thời làm cỗ dâng lên thành hoàng làng và các vị thánh. Những quy định về tục lệ giã bánh dày nấu chè kho ở đây có rất nhiều điều linh diệu đang được nghiên cứu để tìm ra triết lý của nét đẹp văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất này. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 10 năm kể từ ngày được vinh danh, dân ca quan họ Bắc Ninh đã có sức sống lan tỏa mãnh liệt. Thực hiện cam kết với UNESCO, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động tích cực trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Chương trình hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền là một trong rất nhiều hoạt động bảo tồn phát huy giá trị dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, sau 10 năm được vinh danh, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương trong việc bảo tồn và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh, như thực hiện chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân quan họ, phong tặng danh hiệu cho 71 nghệ nhân, công tác sưu tầm, nghiên cứu, được tiếp cận đa chiều, làm giàu thêm giá trị dân ca quan họ. Việc tuyên truyền, truyền dạy quan họ được chú trọng. Từ 44 làng quan họ gốc, Bắc Ninh đã phát triển thành 329 làng quan họ thực hành, sưu tầm, ghi âm, ký được hơn 500 bài dân ca quan họ cổ, được phân định thành 213 giọng. Những nỗ lực của tỉnh đã góp phần quan trọng đưa quan họ Bắc Ninh từ một hình thức sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Kinh Bắc xưa, này đã trở thành một di sản văn hóa quý báu của nhân loại. Từ lâu, những làn điệu chèo đã trở nên quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, có rất nhiều người đang ngày đêm cố gắng gìn giữ, phát huy những giá trị vốn có của loại hình nghệ thuật này. Năm nay đã 65 tuổi, là chủ nhiệm câu lạc bộ chèo xã Khánh Trung, bà Phạm Thị Bích Điền chưa bao giờ vơi đi tình yêu với chèo. Bởi vậy, được hát, được diễn chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Không chỉ là người hát được nhiều làn điệu mà bà Điền còn là người rất nhiệt tình giúp đỡ những người yêu chèo được thỏa mãn niềm đam mê loại hình nghệ thuật truyền thống này. Niềm đam mê hát chèo của tôi là từ nhỏ. Từ nhỏ thì cõng em đi xem các thế hệ của những các anh các chị trước ấy, xem là cõng em xem họ tập văn nghệ thì ban ngày là về cõng em là cứ vậy học hỏi làm. Xong đến học xong cấp 2 một cái là xin vào đội văn nghệ luôn. Nhà tôi được ông xã, ông ấy cũng là thích hát chèo, ông lại nhà nhạc công, hai vợ chồng lại yêu nhau từ cái đội văn nghệ. Cái niềm đam mê hát chèo vì nó ngấm vào trong cái cơ thể con người của mình rồi. Chính những người như bà Phạm Thị Bích Điền đã truyền đam mê, cảm hứng cũng như tình yêu chèo cho bà con nhân dân trong xã. Bởi vậy mà phong trào hát chèo xã Khánh Trung phát triển rộng khắp ở các thôn xóm với 21 câu lạc bộ. Đến với chèo, mọi người không chỉ được tận hưởng những phút giây thư giãn, thoải mái mà còn có cơ hội trải nghiệm và suy ngẫm về cuộc sống. Thông qua những làn điệu, người hát gửi gắm tâm tư, tình cảm, những cung bậc cảm xúc rất đối gần gũi, bình dị. Qua đó đã tạo ra sợi dây gắn kết trong cộng đồng dân cư, tăng tình làng, nghĩa xóm. Cứ thế, chèo đi sâu vào cuộc sống của người dân, thấm nhuần vào tâm khảm từng người. Ai đi xa cũng nhớ về những làn điệu chèo Khánh Trung, mộc mạc, giản dị nhưng cũng thật lắng đọng. Trước thực trạng khó khăn trong bảo tồn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, bản thân những người con quê hương Khánh Trung đang nỗ lực truyền dạy để lớp trẻ giữ được tình yêu với nghệ thuật chèo, để những làn điệu thiết tha, mặn nồng lại được phục hồi và phát triển trong cuộc sống hôm nay. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc triển khai đề án xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản. Thực hiện đề án xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ hội viên của 35 trên 35 xã thị trấn, định hướng cho hội phụ nữ các xã thị trấn về các loại cây loại hoa có tính bền vững cũng như cách thức trồng chăm sóc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã thị trấn về tiến độ và chất lượng xây dựng các tuyến đường. Sau khi đề án được triển khai, hội phụ nữ các xã thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát thực địa, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và đăng ký số lượng tuyến đường xây dựng kiểu mẫu về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
Qua đó, các xã thị trấn đã lựa chọn được những loại cây, loại hoa để trồng sao cho vừa có tính kinh tế, tính thẩm mỹ, phù hợp với chất đất tại địa phương, vừa dễ chăm sóc có tính lâu bền. Đặc biệt, nhiều tuyến đường đã được trồng kết hợp các loại cây thành hình khối, phối màu rất sinh động đẹp mắt. Bên cạnh hoa 10 giờ, các xã thị trấn chọn trồng các loại cây loại hoa có màu sắc rực rỡ như cây đổi màu, dứa tím, dừa cạn, lan mẫu tử, hoa ngũ sắc, hoa lạc tiên, hoa sâm bụt, chuỗi ngọc, mẫu đơn thái. Thành công của đề án xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản là kết quả của sự đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự nhiệt tình tham gia của các gia đình hội viên phụ nữ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.